Chào mừng các bạn đến với buổi học trực tuyến cùng các cô khối 1 trường tiểu học Kim Đồng, quận Bình Tân. Trước khi vào bài mới, cô kiểm tra bài cũ xem các bạn có nhớ bài không nhé. Cô mời các bạn đọc bài Cái bóng to rõ cho cô và các bạn cùng nghe. Mời các bạn đọc. Cô có câu hỏi: bóng đã làm gì giúp mẹ nấu cơm? Bóng sảy sàn gạo cho mẹ nấu cơm, đúng không các bạn? Bóng đã làm gì khi mẹ đi chợ về nào? Cô mời các bạn trả lời. Bóng chạy ra gánh đỡ cho mẹ khi mẹ đi chợ về. Hôm nay cô sẽ giới thiệu các bạn chủ điểm thiên nhiên đất nước. Và mời cô có một bức tranh. Mời các bạn cùng cô quan sát tranh và cho cô biết tranh này vẽ gì nào. Bức tranh này vẽ bà đang cài hoa lên mái tóc bé. Bên cạnh còn có ngôi nhà và một cái cây thật là to và cao. Để biết cây đó có hoa màu gì, cô cùng các bạn tìm hiểu bài tập đọc hôm nay. Đó là bài Hoa Ngọc Lan. Các bạn quan sát, đây là bông hoa ngọc lan các bạn nhé. Các em lắng nghe cô đọc. Hoa ngọc lan ở ngay đầu hiền nhà bà em có một cây hoa ngọc lan, thân cây cao to, vỏ bạc trắng, lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẳm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng, hương lan ngang ngát tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vào mùa lan sáng sáng, bà thường cài một bút lan lên mái tóc em. Các em chú ý giọng đọc, lắng nghe, nhận biết cách đọc nhé. Các bạn cho cô biết bài Hoa Ngọc Lan gồm có mấy câu? Đúng rồi, bài Hoa Ngọc Lan gồm có 8 câu. Cô cùng các bạn đọc nhé. Câu thứ nhất: ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Câu thứ hai: thân cây cao to, vỏ bạc trắng. Câu thứ ba: lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẳm. Câu số 4: hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Câu số 5: nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Câu số 6: khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Câu số 7: hương lan ngang ngát tỏa khắp vườn, khắp nhà.
Câu số 8. Vào mùa lan, sáng sáng bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Các bạn cố gắng đọc cho cô to rõ bài hoa ngọc lan này nhé. Các bạn cho cô biết bài hoa ngọc lan gồm có mấy đoạn nào? À, đó là 3 đoạn, đúng rồi đó các bạn. Đoạn thứ nhất: ở ngay đầu hiền nhà bà em có một cây hoa ngọc lan, thân cây cao to, vỏ bạc trắng, lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẳm. Đó là đoạn thứ nhất. Và đoạn thứ hai bắt đầu từ: hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh trắng ngần, khi hoa nở cánh xòe ra duyên dáng, hương lan ngang ngát tỏa khắp vườn khắp nhà. Đó là đoạn thứ hai. Và đoạn thứ ba là: vào mùa lan, sáng sáng bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Sau khi đọc xong bài hoa ngọc lan, có những từ nào khó đọc? Các bạn cho cô biết nào. Cô sẽ hướng dẫn các bạn đọc lại các từ khó ha. Đó là hoa ngọc lan. Tiếp theo: bạc trắng, xanh thẳm, trắng ngần, duyên dáng, ngang ngát. Cô và các bạn cùng đọc lại các từ khó này nhé. Bạc trắng, xanh thẳm, trắng ngần, xòe ra, duyên dáng, ngang ngát, tỏa khắp vườn. Nghĩa từ khó: ngang ngát là mùi thơm dễ chịu và tỏa ra xa. Lấp ló là ló ra rồi khuất đi. Cô cùng các bạn đọc nối tiếp đoạn bài hoa ngọc lan. Bài hoa ngọc lan có 3 đoạn. Đoạn thứ nhất: ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan, thân cây cao to, vỏ bạc trắng, lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẳm. Đoạn thứ hai: hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh trắng ngần, khi hoa nở cánh xòe ra duyên dáng, hương lan ngang ngát tỏa khắp vườn khắp nhà. Đoạn thứ ba: vào mùa lan, sáng sáng bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Cô mời các bạn cùng đọc nối tiếp đoạn với cô nhé, để xem các bạn có hiểu bài hay không. Cô có một số câu hỏi trắc nghiệm, các bạn chọn đáp án đúng nhất cho cô nhé. Câu hỏi thứ nhất: nụ hoa lan màu gì? Có 3 đáp án: A. bạc trắng, B. xanh thẳm, C. trắng ngần. Cô mời các bạn chọn một đáp án đúng.
Đúng rồi, Trán Ngần là đáp án chính xác. Cô chúc mừng các bạn. Từ nào tả hương thơm của hoa ngọc lan? Có 3 đáp án, các bạn chọn một đáp án đúng nhất. A. Ngang ngát. B. Lấp ló. C. Duyên dáng. Cô mời các bạn chọn. À, đúng rồi, đáp án câu A, ngang ngát là đáp án đúng nhất. Cô chúc mừng các bạn. Chúc các em chăm ngoan học tốt nhé. Cố gắng rèn đọc bài nhiều vào cho cô ha.